các bạn, trong video này mình sẽ đi tìm hiểu và cấu tạo một cái bo mạch điều khiển, các loại chip LED đơn hoặc là các bạn những cái bảng hiệu LED vẫy nha, dùng những con LED như thế này, hoặc là một số LED như chip LED Samsung dùng cho các hộp đèn chữ nổi. Đây là chip LED Samsung nha các bạn. Ở đây có 4 con chip LED MA5050 ha. Bên dưới này á, nó có đế nhôm tản nhiệt nha các bạn. Còn phía trên này á, nó được phủ lớp keo để chống nước. Những cái chip LED này là chip LED H ha. Nó hay được sử dụng trong mấy cái chữ nổi á. Hoặc là một số cái thanh LED nè, được cắt ra như thế này, là các bạn sử dụng được những cái bo mạch này, có thể điều khiển được tất cả những cái loại LED trong ngành quảng cáo luôn nha. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng cái bo mạch này để điều khiển một số cái đèn LED bulb nè, LED bulb nhỏ, các bạn có thể độ chế lại. Các bạn sử dụng trong những cái quán cà phê hoặc là trang trí trong nhà, hoặc là một số cái đèn LED nến, candle. Đây những loại này nè, các bạn có thể điều khiển được luôn nha. Các bạn, tại vì những cái điện áp này á, cấp nguồn cho những cái đèn LED 3W này là thường là khoảng 12V, thì nó trùng hợp với cái nguồn mà là các bạn sử dụng nguồn tổ ong hay là cái nguồn adapter cung cấp cho cái bo nguồn này, rồi đồng thời các bạn có thể câu dây đồng luôn. Những cái đèn LED như này các bạn sẽ có thể sử dụng điều khiển những cái bo mạch này, điều khiển những các đèn LED này được nha. Rồi tiếp theo đây mình sẽ đi tìm hiểu về mấy cái mạch điều khiển chip LED. Hoặc là một số LED đơn á các bạn. Những LED đơn là trong những cái bảng quảng cáo LED vẫy, những loại LED như thế này. Ở đây mình sử dụng cái bo mạch nha các bạn. Nó sử dụng IC8906. Bên trong cái IC này là có bộ nhớ lắp ROM nha các bạn, có thể lập trình được. Nói chung là các bạn có thể nạp ROM. Nạp ROM có nghĩa là các bạn viết chương trình cho nó chạy, nó chớp, hoặc là nó chạy kiểu nào mà tùy các bạn thiết kế nha. Còn cái điện áp cấp nguồn cho nó VCC là khoảng 12V. Thì nguồn này là nguồn rất phổ biến, nó dùng nguồn adapter và nguồn tổ ong. Đây các bạn, đây là nguồn adapter nha, nó rất hay sử dụng trong các đèn LED quảng cáo á. Ngõ ra nè, các bạn quan tâm cho mình á, thứ nhất là cái công suất của nguồn á, cái thứ hai là cái dòng điện nè, tại vì nó cái điện áp ngõ ra lúc nào cũng có giá trị là khoảng 12V, nhưng mà cái dòng điện á có thể thay đổi nha các bạn. Dòng điện có ra thay đổi thì nó sẽ làm cho cái công suất này tăng giảm. Thì nói chung ở đây á, là các bạn lựa chọn khi cái bộ nguồn để mà đáp ứng cái nhu cầu của các bạn á, thì các bạn lựa chọn cái công suất của nguồn nè, đồng thời cái dòng điện nha, cường độ dòng điện. Thì nó có một số loại như loại này nè, hoặc là loại vừa, cái dòng điện nó sẽ nhỏ hơn loại cục lớn như thế này. Cái dòng điện nó khoảng 1.5A hoặc 2A. Còn đối với cái nguồn mà LED tổ ong á, cái dòng có thể cao hơn ha, 5A, 7A, 8A. Rồi tiếp đây mình sẽ đi chi tiết vào cái mạch điều khiển của nó nha. Khi mà các bạn mua một cái bo mạch về, các bạn kiểm tra cho mình á, thứ nhất là có hai cái dây ngõ vào, hai dây cấp nguồn VCC của nó là khoảng 12V. Đến sau đây á, là có một cái con IC ổn áp 7805, có nghĩa là nó ngõ vào bất kỳ điện áp ngõ vào bao nhiêu thì cái ngõ ra của nó sẽ được ổn áp khoảng 5V. Vì 7805, IC 7805 nha. IC 7805 này nó sẽ cấp nguồn cho cái con IC điều khiển chính của nó là 8906.
bên trong này có chứa bộ nhớ LED ROM nha các bạn, có thể lập trình được các bạn. Nói chung là các bạn chạy theo cái đèn LED nó chớp kiểu nào á thì các bạn có thể lập trình được cái con này nha. Kế tiếp để cho con Isen hoạt động đó, nó có một cái chân clock cái xung nhịp. Ở đây nó sẽ dùng một cái con IC 365 nha các bạn, IC 555 để tạo ra một cái dao động xung vuông cấp xung cho cái con này hoạt động ha. Dao động này, dao động cái mạch này nó giống như cái mạch dao động đa hài nha các bạn, dùng IC 555. Rồi ở đây một số cái chân ngõ ra của nó á. Nó dùng con Chester C1815 hoặc con D945. Hai con Chester này Chester ngược nha. Nó có tác dụng là dùng cái khóa điện tử nha các bạn. Khóa điện tử nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà các bạn nó có tác dụng là đóng ngắt á. Cái con IC này IC số nha. Thì cái mức ngõ ra nó cũng dạng xung vuông luôn, mức 0101. Thì cái con này giống như con khóa điện tử á. Thì mấy con C1815 hoặc con D945 này á có tác dụng như khóa điện tử. Có nghĩa là khi mức cao á thì nó dẫn, hoặc là khi mức thấp á nó ngưng dẫn nha bạn. Đóng mở tín hiệu ha. Ngoài ra nó sử dụng mấy con transistor công suất nha. Mấy con tiếp 410. Ở đây là cái con IC 8906 nè. Cái con này á có cái ngõ ra nó sẽ cấu hữu có 8 cổng nha các bạn. Nó điều khiển được 8 cổng. Thì cái mức ra của nó sẽ chỉ là mức 0, mức 1 thôi. Thì nếu nó đi qua cái con C1815 này, khi mà có xung lên mức cao á, thì cái con này nó dẫn đồng thời cái dòng của nó. Nhưng mà cái dòng ra rất yếu nha các bạn, nên nó nhờ mấy con tiếp như thế này nè. Tiếp 410 này nó sẽ khuếch đại dòng lên. Mấy con này á, nó mắc theo kiểu chế độ Darlington, có nghĩa là khuếch đại dòng luôn. Có một trong một cái mạch đó các bạn, bất kỳ các bạn mua một cái mạch điều khiển LED nào về thì ở đây sẽ có một cái con biến trở để dùng để điều chỉnh tốc độ nó cho nó xuất cái tín hiệu xung á, nhanh chậm nha, tùy ý nha. Thì nó đưa xung nhịp clock vô cái chân CK của con IC này, thì nó sẽ điều khiển cái ngõ ra, nó sẽ chớp nhanh hay chớp chậm nha các bạn. Rồi tiếp theo đây mình sẽ đi vào cái phần mà đấu nối vô một số các LED đơn này nè, trong các quản hiệu LED vẩy hoặc là một số chip LED như cái chip LED của Samsung hoặc là những cái thanh LED như thế này nha các bạn. Nói chung là cách đấu nối là tương tự nhau. Thì mình sẽ làm demo trong con chip LED Samsung này với ba cái ngõ ra. Thứ nhất các bạn chọn cái chân cấp nguồn cho nó, tìm cái chân cấp nguồn. Dùng cái bo mạch nào cũng có chân cấp nguồn, cái này chân cấp nguồn có 12V DC nha. Đây là chân đỏ với chân đen nè. Các bạn nhớ là cái con này IC số nha các bạn. Nó không hoạt động ở điện áp 5V đâu, 12V đâu, mà nó chỉ hoạt động ở điện áp 5V thôi. Thì nó nhờ cái con IC 7805 này nó ổn áp ha, và nó cấp nguồn cho cái con IC 8906 này nha các bạn. Rồi mấy cái đèn ngõ ra thì mình điều khiển là nhờ điều khiển cái ngõ ra này nha các bạn. Cái ngõ ra này nó sẽ nối với chân âm của một cái dãy LED hoặc là một cái chip LED như thế này. Ở đây một chip LED này các bạn có thể nhìn thấy nè, nó sẽ có hai chân âm dương nha, âm và chân âm dương nè. Một số cái LED đơn này á, thì các bạn tìm ra cái chân anode và cathode nha các bạn. Thì các bạn không cần biết nó mắc sao, nó chỉ các bạn chỉ xác định cái đầu đầu và đầu cuối của nó là chân nào chân âm, chân nào chân dương.
Đây, những cái thanh led như thế này cũng vậy. Đây nè, nó có chân cộng chân trừ nè. Cộng là chân dương nè, chân trừ là chân âm, là cho các bạn nguyên cái thanh led này á, các bạn chỉ có xác định được hai cái này thôi ha. Là các bạn được đấu nối mà mình điều khiển á, điều khiển là điều khiển cái chân âm mà chân dương mình không được cần điều khiển. Chân dương á mình sẽ câu lên B cộng nha các bạn, VCC. Cái nguồn của nó B cộng á là câu lên 12V nha các bạn. Còn cái chân âm của mình á, chân trừ ở đây là các bạn điều khiển qua những cái ngõ ra của con IC này nè. Rồi sau đây mình sẽ đấu nối nha các bạn. Thì một số trong các bản hiệu quảng cáo thì người ta đa phần người ta sử dụng cái nguồn khoảng 12V DC. Thì đây á, chân dương nè các bạn. Chân dương thì mình sẽ nối vào chân dương của nguồn nha. Hai cái này chân này chân cấp nguồn của toàn bo mạch luôn. Thì chân dương mình sẽ nối chung hết với nhau nha các bạn. Nè, chân cộng á, các bạn câu hết vô phần chân cộng cho mình nha. Ở đây mình sẽ làm demo điều khiển ba con chip led đúc này nè. Mấy chip led này, chip led H nha các bạn, dùng trong các chữ nổi hoặc là các bạn quảng cáo. Các bạn tìm chân dương cho mình, các bạn câu hết chân dương lên cái nguồn B cộng nha, chân VCC á. Nói chung cái này mình hướng dẫn các bạn cách nối dây thôi nha. Còn và các bạn tùy thiết kế các bạn có thể đi dây lại cho gọn. Rồi cái ba con chip led này mình đã nối vào chân dương hết rồi. Chân dương là nối ba chip led này nói chung với nhau nha. Còn ba cái chân âm này, chân âm của từng chip led đó thì mình sẽ đấu nối. Mình không nối nối với cực âm của cái nguồn VCC nha các bạn, mà mình nối nối với âm của cái ngõ ra của cái bo mạch điều khiển led nè. Những cái bo mạch này gọi là cái bo mạch điều khiển âm nha các bạn, điều khiển cực âm. Ở đây mình sẽ demo, mình lấy ba cái, tại vì cái này á là có 8 bus, có 8 cái cổng điều khiển, mà bây giờ mình lấy ba cái cổng này thôi nha các bạn. Thì các bạn có thể mắc thêm ở nhà, các bạn có thể mắc thêm tùy theo cái đối tượng mà các bạn tạo cái hiệu ứng dao động chớp nháy. Ở đây mình sử dụng ba cái phần bên đây thôi, là cái như sử dụng ba cổng ba bớt thôi, còn 5 bớt bên đây á mình không sử dụng nha. Thì cái ngõ dây ra mình sẽ lấy ba cái dây này nha các bạn, ba ngõ dây ra của con IC số này điều khiển nha. Rồi ba cái ngõ dây này á, các bạn có thể nối vào ba cái chân âm, chân âm của từng chip led hồi nãy nha, nối chân âm bất kỳ. Những cái led đơn, led bản vẫy nè, các bạn có thể làm tương tự. Nói chung là cách đấu nối cũng dễ. Một số bạn chưa quen cái nghề led quảng cáo, các bạn có thể làm tương tự như thế này cho mình. Các bạn mua bo mạch về trên mạng hoặc là trên nhật tảo, ra nhật tảo các bạn mua rồi các bạn đấu nối nha. Như vậy nói chung là mình đấu nối sơ bộ như thế này là xong rồi. Là nó điều khiển ba chân âm của cái chip led này, chip led H. Rồi cái vấn đề cuối cùng á là các bạn chỉ cần cấp nguồn cho nó thôi. Chân dương á các bạn nối chung với nhau, nối với nguồn VCC 12V. Rồi còn đây là chân âm của nguồn VCC 12V nha các bạn. Rồi các bạn cấp nguồn cho là nó sẽ điều khiển nó chạy ha. Thì nguồn ở đây á, hôm nay mình đã nói rồi, các bạn có thể dùng nguồn tổ ong hoặc là nguồn adapter 12V. Ở đây mình sẽ dùng một cái bộ nguồn nha các bạn, bộ nguồn cấp nguồn điện thoại di động để mình test thử coi cái dòng nó ăn có nhiều hay không.
rồi cái xung nhiệt của nó có dao động hay không nha các bạn. Ở đây mình chỉnh lên mức khoảng 12V DC nha các bạn. Rồi mình sẽ dùng cái dây nguồn của nó là hai đầu kẹp cá sấu ha. Rồi đây là ba chip LED. Ba chip LED là cái xem như là ba cái đối tượng mà mình muốn điều khiển. Thì các bạn muốn điều khiển cho nó, các bạn có thể áp dụng được trong những cái mốt đèn hôm nay mình đã nói, trong cái mốt đèn LED này nè, các bạn có thể câu dây đồng nè, các bạn nối ra nha, tại vì cái nguồn VCC cấp cho nó. Để các bạn thao dư sức mà các bạn có thể điều khiển những cái đèn LED như thế này không? Trang trí trong nhà cửa hoặc là sân vườn hoặc là những cái quán cà phê, các bạn có thể điều khiển được nhờ cái bao mạch này luôn. Rồi việc còn lại các bạn chỉ cần cấp nguồn cho thôi. Chân dương nè, các bạn nối với nguồn, chân dương của nguồn nha. Tất cả chip LED này á là chân dương của nó nối chung với nhau. Còn chân âm á, nó sẽ được điều khiển bởi cái bo mạch này. Rồi, đây là cái chân âm của nguồn nha các bạn. Chân âm của nguồn á, nguồn gõ vào nè. Các bạn đấu nối cho mình. Kẹp vô nha. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình bật nguồn lên coi cái khả năng hoạt động của cái mặt này như thế nào. Đây. Đây là cái hiệu ứng chớp của nó nha các bạn. Nó sẽ nhờ một cái bo mạch này nè, nó sẽ điều khiển ha. Nó chớp như thế nào thì nó sẽ được lập trình nhờ cái con IC8906 này. Rồi để mà thay đổi tốc độ các bạn có thể vặn biến trở. Trong bo mạch nào, bất kỳ nào, nó có bo vặn biến trở là tốc độ nhanh chậm nha các bạn, tùy ý ha. À, mình điều khiển nhanh hơn nha các bạn. Rồi các bạn thấy dòng không? Dòng nó sẽ lên cao ha. Đây tốc độ nhanh hơn ha. Còn bạn muốn giảm thì các bạn vặn cái nấm biến trở lại, ngược chiều thì ngược lại là nó sẽ giảm. Đó, rất là đơn giản nha. Rồi và là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà tìm hiểu cấu tạo của cái bo điều khiển trong các bảng quảng cáo LED vẫy hoặc là các chữ nổi. Đồng thời mình sẽ đã hướng dẫn các bạn cái cách đấu nối từ cái một những cái bo mạch điều khiển đối với những cái chip LED như thế này hoặc là những cái bóng đèn LED 3W dùng cho gia đình. Rồi video này nên kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.